Kính thưa quý vị, thưa các bạn, dân tộc Lô Lô có khoảng 3.300 người, riêng ở xóm Sảng Pa, thị trấn Mèo Vạc có 68 hộ với 253 khẩu và 8 dòng họ, đó là dòng họ Cán, họ Lèng, họ Thảo, họ Mua, họ Doãn và họ Dình. Đây cũng là một trong những dân tộc ít người nhất của nước ta. Mặc dù vậy, giá trị văn hóa tinh thần của người dân tộc Lô Lô rất phong phú. Cho đến nay, những giá trị truyền thống của dân tộc này vẫn được giữ nguyên vẹn. Điều mà không phải dân tộc nào ít người cũng thể làm được. Nói về bản sắc văn hóa riêng độc đáo của dân tộc này thì không thể không nói đến lễ hội cầu mưa. Với những nghi thức độc đáo, lễ hội cầu mưa được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Đến nay, không chỉ là một sự kiện mang tính tín ngưỡng mà còn là dịp để mọi người giao lưu, bàn chuyện làm ăn, trai gái, giao duyên. Lễ cầu mưa được tổ chức vào khoảng đầu tháng 3 âm lịch, trước vụ mùa, để cầu mong cho một năm làm ăn thuận lợi, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu. Theo nghi lễ truyền thống, thì lễ cầu mưa của người Lô Lô thường kéo dài từ đêm hôm trước đến ngày hôm sau. Lễ vật cúng tế là do các nhà tự đóng góp. Đây chỉ là một phần trong lễ cúng cầu mưa. Ở lần cúng thứ nhất, thầy cúng thắp hương tại bàn thờ nhà mình để xin phép được tổ chức lễ cầu mưa. Nếu tổ tiên đồng ý thì mới được tiến hành, nếu không đồng ý thì cúng thế nào trời cũng không mưa. Thủ tục này thầy đã làm từ đêm hôm trước. Sáng hôm sau, tại một bãi đất rộng và cao, ngay cạnh nương rẫy, phần cúng tiếp theo sẽ được bắt đầu. Lúc này con vật dâng tế trời đất gồm thịt chó, thịt gà đã được làm lông sạch sẽ và không thể thiếu rượu, tiền vàng, giấy bạc và một thanh kiếm, một bát nước, bốn ống hương bằng tre tượng trưng cho bốn phương trời. Thầy cúng bắt đầu cúng, đại ý rằng hôm nay con thay mặt cho người dân ở bản làng này xin được dâng lễ vật, bày tỏ thiện tâm thiện ý, kính mời tổ tiên trời đất chứng giám, cầu mong các chư vị thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa để bà con làm ăn thuận lợi, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Thầy cúng Lò Si Páo, trưởng xóm, là người biết đầy đủ các nghi thức của lễ cầu mưa. Ông đang cúng bằng tiếng Lô Lô. Ông là người chịu trách nhiệm phần lễ. Nghi lễ được tiến hành dưới sự tham gia của dân bản. Trên tay thầy cúng cầm một quả bầu khô, đó là biểu trưng cho các dòng họ, các gia đình. Bài cúng dài như một bài văn tế, hòa cùng tiếng trống, tiếng nhị. Sau khi hoàn tất các thủ tục cúng bái, thầy đốt tiền vàng, giấy bạc ở bốn góc bàn, vẩy rượu ra bốn phương trời để tạ ơn trời đất tổ tiên. Lúc này, phần hội được diễn ra. Các thiếu nữ Lô Lô xinh đẹp, diện mình trong bộ trang phục truyền thống, theo những đường nét hoa văn rực rỡ, nhảy múa trong tiếng đàn nhị, tiếng trống, thể hiện nét tinh túy trong đời sống văn hóa của người Lô Lô. Một điều đặc biệt, họ tin rằng sau khi làm lễ chỉ trong vòng từ 3 đến 9 ngày là trời sẽ có mưa. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.